Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Tiền tiểu đường là gì và cách ngăn bệnh tiến triển thành tiểu đường type 2? Tiền tiểu đường là gì? Tiền tiểu đường còn gọi là rối loạn dung nạp gluco, xảy ra do hormone chuyển hóa đường lớn siêu lần hoạt động không hiệu quả nên không thể vận chuyển hết gluco từ máu vào tế bào. Tình trạng này được gọi là đề kháng lớn siêu lần, làm cho đường trong máu tăng cao nhưng chưa đến ngưỡng chẩn đoán đái tháo đường. Tiền tiểu đường được coi là giai đoạn đầu của bệnh tiểu đường, một số nơi gọi là tiểu đường biên giới. Tùy thuộc vào cách bạn kiểm soát đường huyết và thời điểm phát hiện tiền tiểu đường. Tiền tiểu đường có thể được chữa khỏi hoặc tiến triển thành bệnh tiểu đường type 2 sau khoảng 5-10 năm. Triệu chứng tiền tiểu đường theo Trung tâm Kiểm dịch Hoa Kỳ, CDC, có đến 90% người bệnh không biết mình mắc tiền tiểu đường. Bởi các dấu hiệu cảnh báo thường kín đáo như rối loạn sắc tố da, làm da sẫm màu ở những vùng có nếp gấp. Sau gáy, nách mẹn, khuỷu tay, đầu gối, một số trường hợp có thể xuất hiện các triệu chứng điển hình của bệnh tiểu đường type 2 như khát nhiều, tiểu nhiều, mệt mỏi, mờ mắt khi bạn thấy cơ thể có những triệu chứng như khát nhiều, đi tiểu thường xuyên, mệt mỏi, nhìn mờ tức là bạn đã chuyển từ tiền tiểu đường sang bệnh tiểu đường type 2. Yếu tố nguy cơ dẫn đến tiền tiểu đường chủ yếu liên quan đến chế độ ăn uống. Sinh hoạt kém lành mạnh, hãy đề phòng tiền tiểu đường nếu bạn có những yếu tố nguy cơ sau. Từ 45 tuổi trở lên, có vòng eo lớn hơn 102cm đối với nam và 89cm đối với nữ, ăn nhiều thịt đỏ và thịt chế biến. Uống đồ uống có đường và không ăn nhiều trái cây, rau, các loại hạt, ngũ cốc nguyên hạt hoặc dầu ô liu. Là người Mỹ gốc Phi, người Mỹ bản xứ, người Latin hoặc người ở quần đảo Thái Bình Dương. Thừa cân hoặc béo phì, đặc biệt là nếu bạn có nhiều mỡ bụng, có cholesterol cao, chất béo trung tính cao. Cholesterol HDL thấp và cholesterol LDL cao, ít hoặc không tập thể dục, trước kia có tiểu đường thai kỳ hoặc sinh em bé nặng hơn 4kg. Có hội chứng buồng trứng đa nang, có vấn đề về giấc ngủ, nhưng ngưng thở khi ngủ hoặc việc làm theo ca hoặc ca đêm. Người bệnh nên kiểm tra tiền tiểu đường thường xuyên nếu có, đã có tiền sử lượng đường trong máu bất thường. Bị bệnh tim, có dấu hiệu kháng insulin, có nghĩa là cơ thể bạn tạo ra insulin nhưng các tế bào lại không đáp ứng với các triệu chứng như có các vùng da tối màu. Khó tập trung và mệt mỏi hoặc nhanh đói hơn bình thường. 3. Biến chứng tiền tiểu đường có thể chữa khỏi nhưng bệnh tiểu đường type 2 thì không. Đó là lý do vì sao bạn may mắn khi phát hiện được từ giai đoạn tiền tiểu đường. Tuy nhiên, trong cái may mắn vẫn chứa đựng một chút rủi do tiền tiểu đường vẫn có những mối nguy hiểm nhất định. Theo Cơ quan Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ, CDC, nếu không thay đổi lối sống để kiểm soát đường huyết và cải thiện sức khỏe thì có tới 30% người bệnh tiền tiểu đường sẽ phát triển thành tiểu đường loại 2 trong vòng 5 năm. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Nếu để tiền tiểu đường tiến triển thành bệnh tiểu đường type 2 bạn sẽ phải đối mặt với những biến chứng sau. Huyết áp cao, cholesterol cao, bệnh tim, đột quỵ, bệnh thận, mù, cắt cụt chi. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiền tiểu đường thường liên quan đến các cơn đau tim với các triệu chứng rất khó phát hiện và có thể làm hỏng thận. Ngay cả khi người bệnh chưa tiến triển thành bệnh tiểu đường type 2, điều trị tiền tiểu đường. Người bệnh cần thực hiện các bước sau để điều trị tiền tiểu đường, thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh và giảm cân. Thậm chí chỉ cần giảm từ 5% đến 10% trọng lượng đã có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn trong nguy cơ dẫn đến bệnh tiểu đường type 2. Tập thể dục, bạn có thể chọn các môn thể thao yêu thích như đi bộ, hãy cố gắng tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày và 5 ngày một tuần. Bạn có thể bắt đầu tập luyện nhẹ nhàng với thời gian ngắn và tăng dần theo thời gian. Bỏ hút thuốc lá, kiểm soát huyết áp và lượng cholesterol, dùng một số loại thuốc như metformin, glucophage để giảm lượng đường trong máu nếu bạn có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Có chế độ ăn kiêng cho người bệnh tiền tiểu đường không? Hiện nay chưa có chế độ ăn chính thức nào cho người bệnh tiền tiểu đường. Nhưng các loại thực phẩm sau đây có thể làm đảo ngược tiền tiểu đường và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2. Chọn ngũ cốc nguyên hạt và các sản phẩm ngũ cốc nguyên hạt thay vì các loại cáp đã qua chế biến như bánh mì trắng. Khoai tây và ngũ cốc ăn sáng, uống cà phê, nước lọc và trà thay cho đồ uống có đường. Chọn chất béo tốt như chất béo trong dầu thực vật, các loại hạt và hạn chế các chất béo trong bơ thực vật. Đồ nướng và thực phẩm chiên, hạn chế ăn thịt đỏ, thịt chế biến và ăn nhiều cho các loại hạt. Ngũ cốc nguyên hạt, thịt gia cầm và các biện pháp ngăn tiền tiểu đường tiến triển thành tiểu đường type 2. Hầu hết người bệnh mắc tiền tiểu đường đều không cần phải sử dụng thuốc điều trị.
Nghiên cứu cho thấy thay đổi chế độ ăn, tăng cường hoạt động thể chất, giảm cân có thể đưa nồng độ đường huyết trở lại bình thường và giảm 58% nguy cơ tiến triển thành tiểu đường type 2. Những hướng dẫn sau đây sẽ giúp bạn làm được điều này, thực hiện chế độ ăn uống khoa học. Lựa chọn thực phẩm ít chất béo, ít calo, nhiều chất xơ như trái cây, rau xanh, ngũ cốc thịt nạc. Cá, thịt, da cầm bỏ ra, hạn chế nước ngọt, nên sử dụng trái cây tươi thay vì nước ép. Vì nó làm giảm đáng kể lượng chất xơ hòa tan và tăng đường huyết tức thì trong cách chế biến thực phẩm. Nên luộc, hấp, nướng thay vì chiên, xào, xen kẽ các bữa ăn chay trong tuần cũng là cách giúp kiểm soát cân nặng. Nếu bạn dư cân, béo phì, ăn cường hoạt động thể chất, luyện tập thể dục thể thao ít nhất 30 phút trong ngày hoặc 150 phút trong tuần như đi bộ nhanh, đạp xe đạp, bơi, cầu lông, bóng đá, vận động sẽ làm giảm nồng độ đường trong máu và làm tăng khả năng hoạt động của lớn siêu lần. Làm giảm đề kháng lớn siêu lần đồng thời là biện pháp giảm cân, duy trì trọng lượng hiệu quả. Kiểm soát cân nặng, giảm 5-10% trọng lượng cơ thể đối với những người thừa cân. Béo phì sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ tiến triển thành đái tháo đường type 2 do tăng nhạy cảm của tế bào đối với lớn siêu lần. Chăm sóc giấc ngủ ngon và sâu có thể giúp giảm đề kháng lớn siêu lần, vì vậy nên ít nhất ngủ 6 tiếng một đêm để cải thiện độ nhạy của lớn siêu lần đồng thời giảm nguy cơ xuất hiện tiền tiểu đường. Ngoài ra, có một giấc ngủ ngon sẽ giúp bạn giảm căng thẳng, mệt mỏi và stress, điều này gián tiếp giúp cho việc kiểm soát đường huyết hiệu quả hơn. Tái khám định kỳ, những người mắc tiền tiểu đường nên định kỳ thăm khám ít nhất 3 tháng một lần. Xét nghiệm các chỉ số đường huyết HbA1c, SDL, LDL, triglyceride, cholesterol toàn phần để đánh giá hiệu quả điều trị và cải thiện các yếu tố nguy cơ. Thay đổi chế độ ăn, tăng cường vận động ở thời kỳ tiền tiểu đường có ý nghĩa quan trọng hơn cả việc dùng thuốc. Vì vậy, hãy áp dụng ngay các biện pháp trong bài viết để ngăn ngừa tiền tiểu đường tiến triển thành tiểu đường type 2. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline, tư vấn làm web 18006223, website duyanhweb.com.vn.